Mọi người đang nghe chuyện tại kênh youtube top chuyện hot. Tư phủ Khuynh cảm thấy đau đầu mở mắt ra cô thấy cổ tay đau thì ra là vết cắt. Cô bị người ta cắt cổ tay ư, đột nhiên một loạt ký ức của ai đó tự động chảy vào đầu cô. Thì ra cô trọng sinh sống lại trong cơ thể của cô gái tên Tư Phủ Khuynh. Nguyên chủ vốn được người tả ra nhận nuôi đã 13 năm nay. Ông cụ tả là người đã nhận nuôi cô. Ngoại trừ ông cụ tả thì già trẻ lớn bé ở tạ gia đều ghét bỏ bắt nạt cô giờ đây ông cụ tả đang bệnh nặng hấp hối thì đám người tả gia nhân cơ hội đuổi cô đi thậm chí nảy sinh ác ý muốn giết cô chính cháu trai của tả gia là tả tông hà đã cắt cổ tay cô có lẽ nguyên chủ chết không cam lòng nên mới sinh ra oán giận chấp niệm được sống của nguyên chủ có lẽ đã khiến cho cô có cơ thể trọng sinh vào cơ thể của cô ấy được rồi cô gái đáng thương tôi sẽ thay cô báo thù cô trọng sinh trở lại lúc người nhà họ tả đang định đuổi cô ra khỏi nhà Cô nhanh chóng phản kháng. Từ phủ khuynh mày muốn tạo phản hả. Mau đứng lại đó cho tao. Cô không thèm để ý đến đám người tả gia quay lưng bình thản đi về phòng. Cô về phòng rửa mặt mà bị sốc ngang với lối ăn mặc trang điểm của nguyên chủ. Cái thể loại gì đây? Cô nhanh chóng tẩy trang rửa mặt. Nguyên chủ là người trong showbiz có lẽ cô ấy ăn mặc trang điểm như vậy là có nguyên do. Đám người tả gia vẫn theo đến tận cửa làm phiền cô. Từ phủ khuynh mày tưởng trốn được à? Mau ra đây cho tao. Cô thấy thật phiền liền ra mở cửa xem họ tính làm gì. Hai mẹ con tả ra đều sửng sốt có lẽ vì lần đầu thấy mặt mộc của cô. Từ phủ khuynh mày dám làm con tao bị thương à, cô không nể nang gì cho bà ta một cái tát. Tả Tông Hà thấy vậy lao lên sao cô dám đánh mẹ tôi. Cô lập tức giơ chân đá vào bộ phận trọng yếu của anh ta. Và lạnh lùng tuyên bố cô sẽ không từ bỏ chuyện tài sản đâu. Còn các người nữa tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu. Cứ từ từ mà chơi. Cô lái xe đến bệnh viện băng bó lại vết vắt ở cổ tay. Cô nghĩ nguyên chủ nghèo thật đấy tiền dư trong thẻ chỉ đủ trả tiền băng bó vết thương. Cô phải nghĩ cách kiếm tiền thôi. Giờ là năm 2025 rồi. Vậy là cô đã trọng sinh ở đế quốc đại hạ 3 năm sau ư? Cô đang suy nghĩ cách kiếm tiền thì đột nhiên có người đàn ông đeo khẩu trang vội vàng mở cửa xe cô ngồi vào cô ngửi thấy mùi máu trên người anh ta nhưng quan sát thì thấy không phải máu của anh ta anh ta không có bị thương cô nghĩ người này bí ẩn thú vị đấy lúc này anh ta đội thêm mũ và lên tiếng xin lỗi làm phiền cô cho tôi mượn chỗ tránh một lát được chứ chỉ cần trả tôi tiền thôi có tiền thì mọi chuyện đều dễ nói anh ta đồng ý lập tức đưa thù lao cho cô đồng thời đám người truy đuổi anh ta đến gần anh ta liền nói thất lễ rồi quay ra ép cô về một phía nhìn từ bên ngoài xe sẽ giống như đôi nam nữ đang thân mật vậy cô vẫn đang mải nhìn miếng ngọc bội thù lao mà anh ta đưa nên không phản ứng lúc này thấy đám người ngoài kia xôn xao tìm kiếm mới lên tiếng hỏi có cần tôi phối hợp với anh không anh thích tôi kêu như nào anh nghĩ cô gái này khá đặc biệt rơi vào tình huống này mà vẫn rất bình tĩnh quả nhiên đám người kia bị lừa cho rằng trong xe là một đôi nam nữ đang thân mật thôi không có người mà bọn họ đang tìm nên đã quay đi tìm chỗ khác thấy đám người truy đuổi rời đi lúc này tư phủ khuynh mới ra tay phản kháng cô làm rơi khẩu trang của anh ta nhưng anh ta cũng đồng thời áp chế cô anh ta biết cô đang bị thương ở cổ tay nên đánh vào điểm yếu đó cô giờ không phải là đối thủ của tôi đâu nếu cô tiếp tục như này tôi không chắc sẽ làm ra chuyện gì đâu cô cũng biết mình đang yếu thế nên đồng ý anh ta buông cô ra nói cảm ơn hôm nay cô đã giúp sau này nếu có duyên gặp lại nhất định sẽ cảm tạ chu đáo. Nghe giọng điệu và cách nói chuyện khách sảo của anh ta. Cô có cảm giác anh ta như người cổ đại vậy? Cô nghĩ người như anh ta cô không mong gặp lại đâu. Nhưng lờ cớt nãy giao đấu cô lấy được trên người anh ta một thứ. Cô biết đây là ám khí của mặc gia Nhưng sao lại ở trên người anh ta nhỉ? Về phía người đàn ông sau khi rời đi cũng suy nghĩ. Sao một cô gái lại có thân thủ tốt như vậy? có thể làm tay anh bị thương. Nếu cổ tay cô không bị thương e rằng anh không dễ dàng khống chế được cô như vậy. Tại tả ra lúc này cô cháu gái thứ ba tả tinh nhã đờ nát lục lọi phòng của tư phủ khuynh. Cô ta tưởng ông nội để lại tài sản quý gì cho tư phủ khuynh. Thì ra là mấy cuốn sách cổ vô gái chỉ. Nhưng vừa ra đến cửa cô ta đụng ngay tư phủ khuynh. Thích làm ăn trộm hả? Cô mà cũng có bản lĩnh mang đồ của tôi đi sao? Cô mới là ăn trộm. Đây đều là đồ của tả gia chúng tôi. Từ phủ Khuynh cô làm gì vậy, mau thả Tĩnh Nhã ra. Ồ, tôi có làm gì đâu? Chỉ trở về lấy ít đồ thiết yếu thôi. Ai biết được lại bắt gặp con gái ông đang trộm đồ của tôi. Mày lấy gì trong ba lô là thứ gì hả? Ông có bản lĩnh thì tự tới mà xem. Từ phủ Khuynh tao cấm mày từ giờ không được phép đặt chân vào tà gia nửa bước. Vậy cũng phải xem ông có bản lĩnh đó không đã. Cô lang thang trên đường nghĩ cách kiếm tiền thì có một chiếc xe mất phanh lao về phía trước. Có cô nhóc đờ nát nhặt bóng ở trước đó. Cô vội vàng lao đến cứu cô bé thoát chết trong gang tấc. Không sao rồi, lần sau nhớ chú ý an toàn nghe chưa. Cứu được cô bé rồi nhưng chân tay cô do phản ứng nhanh mà giờ thấy run rẩy đứng không vững. Cô ngã về phía sau không ngờ lại ngã vào lòng một người đàn ông đang ngồi trong xe hơi. Xin lỗi tôi không phải cố ý là do chân tôi bị tê nên mới ngã cảm ơn anh nha có duyên gặp lại tôi sẽ bồi thường cho anh cô nói vậy thôi chứ giờ cô nghèo rất mồng tơi nên vội vàng nhanh chóng chuồn đi thời hành à chân cậu không sao chứ chân anh đang bị thương bị đè lên như vậy không sao chứ không sao đâu cô ấy rất nhẹ anh sao vậy chứ hôm qua thì bị thương ở tay hôm nay lại bị đè lên đùi Rốt cuộc đêm qua anh đi đâu không thể nói với tôi sao? Không có chuyện gì lớn, không cần lo lắng. Từ phụ huynh lại tiếp tục công cuộc lên mạng tìm việc. Ồ, tiêu cục đại hạ đang tuyển vệ sĩ, cái này hình như không tồi lương cao lại bao ăn ở. Thời gian phỏng vấn là ngày mai, hôm sau cô theo địa chỉ trên web tìm đến nơi, nhưng nơi này rộng quá cô bị lạc rồi. Cô loay hoay tìm người hỏi đường thì phát hiện có một người đàn ông ngồi xe lăn liền tiến lại gần hỏi. Xin lỗi đã làm phiền. Tôi tới xin việc nhưng bị lạc có thể chỉ đường giúp tôi không? Anh ta liền chỉ đường giúp cô. Nghe giọng anh ta cô có chút ngạc nhiên hình như giọng này cô nghe ở đâu rồi. Cô lại gần hơn chút để nhìn cho rõ. À thì ra là thanh niên tối đeo khẩu trang tối hôm đó. Nhưng người này què mà nhỉ. Thôi bỏ đi có lẽ có uẩn khúc cô không nên nhiều chuyện thì hơn. Vậy tôi cảm ơn tôi đi trước nhé. Thời hành cũng nhận ra cô. Cô đến muộn lại là nữ nên người tuyển dụng bảo cô đi về không cần thi nữa. Nhưng cô hết tiền rồi không thể bỏ về được. Cô hướng về phía camera xin ông chủ cho cô cơ hội thể hiện. Cô có thể một trọi năm. Nói xong liền tháo túi sách xuống ra hiệu cho mấy người đàn ông kia đều lên hết đi. Cô gái nhỏ cô đừng có hối hận đấy. Nhưng kết quả mấy phút sau cả đám đã bị cô đánh ngã lăn quay ra sàn. Kết quả cô được giữ lại và đưa đến gặp ông chủ. Ông chủ chính là người đàn ông ngồi xe lăn mà cô đã gặp Úc thời hành. Giờ nhìn kỹ anh ta cô đã nhớ ra. Anh ta không chỉ là người đàn ông đeo khẩu trang tối đó mà còn là người đàn ông trong xe hơi. Cô nghĩ đây là duyên phận quỷ quái gì đây? Thời hành sai thuộc hạ phương tam kiêm tài xế riêng của anh đi lấy cho cô mấy bộ ni phục. Ở đây ai cũng cung kính gọi anh một tiếng cửu ca. Thẩm tinh quân bạn thân của Úc thời hành cũng dặn nhà bếp tiện thể chuẩn bị đồ ăn cho cô nữa nhìn bàn ăn thịnh soạn tư phủ khuynh nghĩ cô tìm được một ông chủ vừa đẹp trai vừa hào phóng giàu có rồi cô tranh thủ nịnh nọt mong được tăng lương mà anh ta lại không phản ứng phương tam cũng nhìn ra được cô mê tiền lẽ nào úc thời hành lại không lúc này có người mang túi sách của cô đến trả lại nhìn thấy mấy quyển sách cổ của cô đám người úc thời hành tò mò hỏi cô đam mê lịch sử sao cô cầm sách lên đáp trước đây thì không nhưng giờ sau khi đọc xong tôi lại rất muốn gặp được giận hoàng ồ vì sao vậy à tôi có vài lời muốn nói với anh ta úc thời hành nghe vậy nhìn cô hỏi cô muốn nói gì với anh ta ừm tôi muốn nói cho anh ta biết đại hạ giờ đây không ai dám xâm phạm con dân đại hạ giờ đây đều như rồng trong biển người quan trọng nhất là đại hạ mà anh ta ra sức bảo vệ giờ đây đã là một mảnh đất phồn hoa đáng tiếc anh ta không được chứng kiến úc thời hành càng nghe cô nói tâm trạng càng thay đổi ôm lấy ngực mà tự lẩm bẩm mình nhìn thấy rồi được rồi tư tiểu thư tôi kính cô một ly nhưng úc thời hành lại ngăn lại nói cô đang bị thương không nên uống rượu anh ta dường như sau khi nghe cô nói về giận hoàng đã có cảm tình hơn với cô còn dặn dò thuộc hạ đợi cô ăn xong thì đưa cô về nhà cẩn thận cô có cảm giác mình gãi đúng chỗ ngứa của ông chủ rồi sau này mình nên thường xuyên khen giận hoàng thần tượng của anh ta hơn mới được đồng thời tả phu nhân lại gọi điện cho cô Nói cô lập tức về nhà một chuyến bàn chuyện gia sản Ồ nếu mấy người cầu xin tôi thì tôi sẽ về Nói xong cô lập tức cúp máy Cô nghĩ có lẽ mấy người tả ra đang lo sợ di trúc của ông cụ tả rồi Tả huyền học lại gọi đến nói cô về nhà một chuyến Điều kiện tùy cô đưa ra Cả nhà họ tả đang tức giận về việc ông cụ tả chia tài sản cho người ngoài như tư phủ khuynh Đừng lo tư phủ khuynh chỉ là kẻ bất tài Lát nữa chúng ta đưa ra điều kiện cho cô ta 5 triệu để nó ký vào giấy từ bỏ tài sản. Tả huyền học hỏi ba cô ta về chuyện. Khi ông nội còn sống có nhắc gì về lai lịch của tư phủ khuynh không? Nhưng ba cô ta cũng không biết gì. Tả huyền học nghĩ một người lạnh lùng vô tình như ông nội cô ta không thể vô cớ nhận nuôi tư phủ khuynh 13 năm giờ lại chia tài sản cho cô ta nữa. Chắc chắn là có ẩn tình phía sau. Trở về tả gia tư khuynh lại ăn mặc trang điểm đậm như mọi khi. Cô đòi hỏi người xoa bóp vậy mà tả huyền học cũng lập tức sai người bê ghế mát xa đến cho cô. Xem ra muốn trao đổi điều kiện đây. Hôm nay gọi cô về vì chuyện di chúc Ông cụ đã chia cho cô 8% cổ phần ở bất động sản tinh thành và châu báu Ngọc Lan. Nhưng cô nên tự hiểu cô không biết kinh doanh mà. Cho nên tôi sẽ cho cô 5 triệu tiền mặt cô lý giấy chuyển nhượng 8% cổ phần đó cho tôi. Sau này cô cần giúp đỡ cũng có thể tìm tôi. Từ phủ khuynh vẫn chỉ nằm trên ghế mát xa nghe ông ta nói mà chưa đáp lời. Đúng lúc này con trai thứ của ông cụ tả là tả thiên kiền cũng đến. Anh cả đang bắt nạt người không hiểu gì về làm ăn ứ. 8% cổ phần đó là biết bao nhiêu tiền chứ. Anh định ăn cướp trắng trợn vậy ư? Từ phủ khuynh chi bằng cô trao đổi với tôi đi. Tôi đưa cô 300 triệu cô chuyển nhượng 8% đó cho tôi. Ồ 300 triệu cao hơn 5 triệu bao nhiêu lần tôi sẽ suy nghĩ. Ông ta thấy cô và Tả Thiên Kiền nói vậy vội ra giá 2 tỷ. Cô lập tức đồng ý kèm thêm hai điều kiện. Thứ nhất cô muốn nhìn mặt ông cụ Tả lần cuối. Thứ hai tang lễ phải cho cô tham gia. Ông ta đồng ý còn ra vẻ hào phóng tặng cho cô một mỏ khoáng sản. Cô lập tức ký vào giấy và trở về phòng đợi ngày mai đi gặp ông cụ Tả. Cô hy vọng đây là lần cuối cô trở lại Tả ra. Sao ông lại cho nó mỏ khoáng sản đó là tài sản của Tả giả mà? Bà cứ chờ xem một thời gian đi. Nó sẽ phải tự động nhả ra thôi. Mấy người cứ đấu đá đi xem cua ya cùng ai mới được lợi. Tối cô đang ngủ thì tà Tông Hà dám mò vào phòng cô có ý đồ xấu. Cô lập tức tỉnh dậy một chiêu chế ngự anh ta. Còn lấy theo mảnh thủy tinh uy hiếp lại anh ta. Cô nói tôi thích nhất là ăn miếng trả miếng. Lần trước anh ta cắt cổ tay nguyên chủ nay cô trả lại cho anh ta. Anh ta sợ quá ngất đi, cô nghĩ gan thỏ đế mà cũng dám mò vào phòng cô. Cô không do dự đá anh ta ra ngoài hành lang. Sáng ra người nhà họ Tả được phen ồn ào khi thấy Tả Tông Hà. "Còn sao thế này? Mẹ ơi, Tư phủ Khuynh muốn giết con." Hai mẹ con bà sáng ra om sòm gì chứ? Tả Tông Hà mày lại uống rượu làm loạn sao? Tư phủ Khuynh lúc này cũng ra ngoài lên tiếng mấy người ồn ào trước cửa phòng tôi làm gì đó. Ồ tả thiếu gia bị thương à sao còn không đi viện. Từ phủ khuynh cô còn dám nói. Chính cô lấy mảnh chai rượu cắt cổ tay tôi. Anh nói gì vậy, hôm qua tôi uống rượu để vỏ chai ngoài hành lang. Chắc do anh vô ý va phải thôi. Đá cỡ chai thì cũng thôi đi sao lại tự làm mình bị thương thế chứ. Cô nói vậy, nhưng cả nhà họ tả không ai tin lời anh ta. Họ không nghĩ một cô gái như Tư Phủ Khuynh có thể đánh gục được một tên đàn ông cao to như Tà Tông Hà. Được rồi huyền học con đưa Tư Phủ Khuynh đến chỗ ông nội. Ba mẹ sẽ đưa anh con đi bệnh viện. Cô nghĩ đúng là một đám rác rưởi. Ông cụ tả đã được đưa vào quan tài chờ tổ chiêu tam lễ. Giờ đây tả ra vì yêu cầu của cô mà mở nắp quan tài để cô nhìn mặt ông cụ lần cuối cô nhìn người đàn ông trong quan tài đúng là chết vì bệnh nhưng dường như nét mặt này là chết vì bị phản phệ liên quan đến đoạt số mệnh ngũ sư huynh của cô từng nói chuyện đoạt mệnh là trái ý trời nhất định sẽ bị phản phệ tương ứng ông cụ tả là đoạt số mệnh của ai mà bị phản phệ đây nhỉ cô cũng tuyên bố không muốn liên quan đến tả gia nữa sau đó rời khỏi nhà tang lễ già cửa đã thấy ông chủ úc thời hành đợi cô